Khi những tiếng ve râm ran gọi hè cũng là thời điểm của những chuyến dã ngoại về với thiên nhiên đầy hấp dẫn. Hè năm nay các gia đình đã lên kế hoạch gì để có một chuyến du lịch cùng với các con của mình chưa? Nếu chưa thì hãy cùng chúng tôi đến với một hành trình đáng nhớ này nhé! Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi cùng với đoàn khách du lịch hết sức đặc biệt gồm hơn 70 bạn nhỏ và bố mẹ của các em đã có mặt tại khu du lịch Bửu Long để bắt đầu cho một hành trình hứa hẹn đầy ắp những tiếng cười đùa vui vẻ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Vào Hạ Tỏa Nắng Yêu Thương do công ty du lịch Việt tổ chức với tên gọi Trại Hè Truy Tìm Kho Báu, mang chủ đề gắn kết gia đình. Đến với trại hè, bố mẹ và các bé sẽ cùng nhau tham gia các trò chơi kết nối, vượt qua các thử thách để tìm ra kho báu bí ẩn. Bửu Long, một địa danh khá nổi tiếng từ lâu đã được ví von như là Vịnh Hạ Long của phương Nam. Hôm nay ngập tràn ánh nắng, hơn 70 bạn nhỏ được chia làm 5 đội để bước vào những trải nghiệm đầy lý thú phía trước. Khác với hình thức trại hè thông thường, trại hè truy tìm kho báu do du lịch Việt tổ chức năm nay không chỉ mang đến cho các em một sân chơi bổ ích mà còn là khoảng thời gian thực sự ý nghĩa dành cho các thành viên trong gia đình. Với mong muốn mang đến cho các em một không khí thật thoải mái, vừa vui chơi, vừa thực hành những kỹ năng xã hội, trại hè truy tìm kho báu được thiết kế để vượt qua những chướng ngại vật, chinh phục thử thách với các hoạt động hấp dẫn như thử tài sáng tạo với cuộc thi đặt tên trại, tạo slogan chất phát ngất cho đội mình. Thách thức sự khéo léo của các thành viên trong gia đình qua các hoạt động thiết kế, trang trí trại, từ đó phát triển khiếu thẩm mỹ của các bé. Rèn luyện kỹ năng phối hợp và sự hiểu ý nhau qua các trò chơi vận động liên hoàn sôi động. Đối với trẻ em thành thị, lâu nay luôn gắn mình với những trò chơi hiện đại, thì một lần trải nghiệm những cảm giác tự tay mình luộc trứng, nướng bắp, nướng khoai, quả thật là vô cùng lạ lẫm nhưng cũng rất lý thú. Khoảng không gian xanh mát của khu du lịch Bửu Long, cách xa những ồn ào nơi thành thị cũng mang đến cho các em sự thoải mái để hòa mình vào thiên nhiên. Trực quan, sinh động, hào hứng và gắn kết, đó là những tiêu chí chính để xây dựng nên trại hè truy tìm kho báu của du lịch Việt. Bên cạnh việc mang đến cho các gia đình khoảng thời gian ý nghĩa, trại hè truy tìm kho báu được du lịch Việt tổ chức chuyên nghiệp, quản lý chặt chẽ bởi đội ngũ hướng dẫn viên tận tâm, giao kinh nghiệm. Đây cũng là một nỗ lực để tạo nên những sản phẩm mới hướng đến phân khúc dành cho các bé trong thời điểm mùa hè đã đến.